Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cụ ông 85 tuổi được cấp giấy đi đường, lên thành phố, khám thai. Lãnh đạo xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang vừa lên tiếng về việc cấp giấy đi đường cho hai người đàn ông trên địa bàn đến thành phố Mỹ Tho của tỉnh này để khám thai. Giấy đi đường đến ngày 18 tháng 9 năm 2021 do ông Đặng Tiến Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Định ký với nội dung cấp giấy đi đường cho ông Nguyễn Văn L. Sinh năm 1936 và ông Trần Thanh T. được phép tham gia giao thông từ xã Long Định đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang với mục đích đi khám thai. Trong giấy đi đường có đoạn nêu rõ yêu cầu, hai ông L và T trong quá trình đi và về không được ké điểm nào khác. Khi khám xong về đến địa bàn xã phải có test nhanh sát COVID-2 âm tính mới được qua chốt. Sau đó, cả hai phải cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Liên quan đến vụ việc, ngày 19 tháng 9, trao đổi với phóng viên dân trí, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Định, huyện Châu Thành cho biết, trước đó đã có hai người phụ nữ ở địa phương xin đi khám thai định kỳ nên xã đã cấp giấy đi đường cho hai cô gái này. Sau đó, ông L cũng đến xin giấy đi khám bệnh thì cán bộ phụ trách mảng này của xã đang tham gia cùng đoàn đi chống dịch nên nhờ một cán bộ khác làm thay, cấp giấy đi đường cho hai người đàn ông nói trên. Trong quá trình làm giấy, cán bộ này đã chỉnh sửa không đầy đủ thông tin trên mẫu giấy đã cấp nên dẫn đến sai sót. Bà Nga cũng cho biết, cán bộ đã làm sai, địa phương đã tìm chủ Facebook đã đăng giấy đi đường nhờ gỡ bỏ hình ảnh xuống xã long định đã đồng thời yêu cầu cán bộ đã cấp giấy đi đường sai cho dân phải làm giải trình để kiểm điểm rút kinh nghiệm bên cạnh đó xã cũng yêu cầu phó chủ tịch ủy ban nhân dân ký giấy đi đường này viết kiểm điểm rút kinh nghiệm sau quy trình kiểm điểm lãnh đạo xã sẽ làm văn bản báo cáo lên lãnh đạo huyện bà nga cho biết phạm tâm